Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Givi phim khờ. Hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người bộ phim tình cảm 18+ Cộng Hàn Quốc. Câu chuyện kể về một cô nàng học sinh trẻ trung ngây thơ, được cả hai người cùng lúc yêu mến và dành chọn tâm tình. Câu chuyện của họ sẽ có kết thúc ra sao? Hãy cùng đón xem với mình trong bộ phim này nhé. Rizukio là một nhà văn nổi tiếng từng nhận nhiều giải thưởng lớn. Hôm đó khi trở về nhà, ông ngạc nhiên khi thấy một cô gái trẻ đang ngủ trên ghế. Cô nàng xinh đẹp, da rẻ trắng trẻo tràn đầy sức sống. Bỗng học sinh của ông là Jigu tiến đến và đánh thức cô nàng học sinh trung học ấy hỏi ra mới biết cô nàng tên là Ingo, còn nói rằng đã luôn muốn ngồi trên một chiếc ghế như vậy. Sau khi xin lỗi hai người thì cô nàng vội vàng rời đi. Ly là người thầy mà Jigu vô cùng kính trọng, anh lúc nào cũng luôn đi theo giúp ông giặt giũ nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa. Vì có sự giúp đỡ của thầy mà anh đã phát hành được một tác phẩm nổi tiếng, nhờ vậy đạt được rất nhiều thành công và danh vọng. Tối đó, Jigu ngồi nói chuyện cùng với thầy của mình. Anh kể rằng Engo đang tìm kiếm một công việc bán thời gian và nói rằng cô ấy có thể đến làm giúp việc tại đây. Thầy Ly liền bảo anh ấy nói với Engo đến vào thứ bảy này hôm ấy thầy ly đã đợi sẵn ở trước cửa thấy bóng dáng ấy ơn cô vừa đến nơi ông liền giả vờ vào phòng đọc sách trong khi cô ấy đang dọn dẹp ở trong nhà thì thầy ly lại đứng ở bên ngoài quan sát lúc cô vô tình làm đổ một chồng sách thầy ly liền đến giúp cô thu dọn mưa hỗn độn ông không hề coi cô là bảo mẫu giúp việc mà còn chấn an cô ấy rằng mọi chuyện vẫn ổn cả buổi tối thì hai người ngồi trong sân nhà bàn chuyện văn học ơn cô chăm chú lắng nghe thầy ly giảng giải kiến thức dường như cô gái trẻ đã đem lòng ngưỡng mộ ông rồi một ngày nọ in cô đến nhà thầy ly vào giữa đêm mưa trong nhà bếp cô hỏi rằng liệu mình có thể ở lại đêm nay không sau đó thầy ly thấy trên má cô ấy có vết bầm tím lo lắng nên ông liền hỏi ai đã làm điều đó với cô hóa ra mẹ của yungo thường bạo hành con gái nên cô hay phải xin ngủ nhờ nhà bạn thấy vậy thầy ly liền bảo yungo vào thay đồ trong phòng của mình sau đó thì đem quần áo của cô đi hong khô bằng máy giấy tóc khi này yungo từ từ giang hai chân ra khiến thầy ly không kìm được mà ngước nhìn cô còn hỏi rằng thầy có thích đôi chân của mình không điều này làm cho ông lão ngạc nhiên lại có chút ngại ngùng yungo cười đùa một cách tinh nghịch và sau đó thầy ly đã sắp xếp cho cô ngủ ngoài phòng khách vào buổi sáng, ông thức dậy và ngạc nhiên thấy Eun Go nằm trong chăn của mình. Ông vô tình nhìn thấy một hình xăm trên ngực cô. Đúng lúc này lại nghe thấy tiếng của Jigu đến nhà. Thầy Ly nhanh chóng xuống giường và chạy ra phòng làm việc của mình. Bước vào trong, Jigu để ý thấy bộ đồng phục của Eun Go trên mắc áo và càng ngạc nhiên khi thấy cô ấy bước ra từ phòng thầy Ly. Sau đó, Eun Go vào bếp và chuẩn bị bữa sáng cho bọn họ. Jigu nói với cô rằng thầy Ly không thích bánh mì, nhưng cô ấy phớt lờ và bảo rằng có lẽ ông sẽ muốn ăn. Trong phòng làm việc, Eun Go vui vẻ đưa bữa sáng cho thầy Ly, ông cầm lấy nó và khen ngợi cô nàng. Zigu ngạc Nhiên hỏi không phải thầy không thích bánh mì sao? Thầy Di đáp trả, "Đây không phải bánh mì, mà là sandwich." Eungo trước khi đi còn không quên trêu chọc Jigu, khi này cậu học trò nhắc nhở ông rằng con bé mới chỉ là học sinh thôi. Thầy Ly thản nhiên nói rằng, "Là học sinh thì đã làm sao?" Jigu chỉ biết im lặng không thể nói gì. Sau đó, thầy Ly hỏi Go về hình xăm của cô ấy, nhưng cô ấy nói rằng đó chỉ là hình nhuộm và nó sẽ phai nhanh thôi. Chứng kiến điều này, Jigu nóng giận đem đổ cốc cà phê của mình đi. Buổi chiều đó, cả ba cùng leo núi trong khu rừng gần nhà cô đột nhiên từ phía sau tóm lấy tay Ingo, nói rằng từ giờ cô không phải đến nhà thầy Ly nữa. Ingo nói rằng thầy đã đưa chìa khóa và bảo cô đến đó hai lần một tuần. Ngay sau đó, họ di chuyển đến một vách đá. Ingo đang soi gương thì Jigu thô bạo vũ vào vai cô, khiến chiếc gương rơi xuống. Bực bội, Ingo nói rằng nó là một món quà của mẹ cô. Nhận thấy điều này, thầy Ly bắt đầu leo xuống vách đá để lấy lại cho cô. Mặc cho hai người quan tâm và cố gắng ngăn cản ông, nhưng thầy Ly vẫn tiếp tục và cuối cùng đã lấy lại được chiếc gương. Sau khi trả lại cho cô ấy, Ingo ôm chặt lấy ông trong khi Jigu nhìn hai người đầy vẻ thất vọng. Cuối buổi chiều hôm đó, Go đến nhà thầy Ly và bảo sẽ làm cho ông một hình nhuộm. Thầy Ly lo lắng nằm trên đùi Ingo, sau đó cô nàng xăm cho ông một hình giống của mình. Khi cô ấy bảo thầy Ly nhắm mắt lại, ông bắt đầu tưởng tượng mình đang ở cùng Go. Ở đó ông nhìn thấy một phiên bản trẻ hơn của mình, sau đó còn chạy theo Go khắp cả khu rừng, dường như tràn đầy năng lượng tuổi trẻ. Rồi hai người còn vui vẻ mây mưa trong căn nhà gỗ. Thật không may, giấc mơ của thầy Ly đã nhanh chóng kết thúc. Go hào hứng cho ông xem hình xăm mới của mình. Sau đó, Thầy Li viết một bài thơ về Yungo khi tưởng tượng hai người họ bên nhau. Trong khi đó, Jigu tiếp tục cố gắng viết một tập thơ, nhưng dù thế nào anh ấy cũng không cảm thấy vừa ý. Sau đó, Jigu liền chút mọi bực dọc lên đầu của Yungo. Khi cô ấy đến, Jigu bắt đầu la hét mắng mỏ, cho rằng những gì cô ấy đang làm là gây nguy hiểm cho thầy, nhưng Yungo thậm chí không hiểu cô đã làm gì sai. Vô tình lúc này Jigu để ý thấy vết máu trên áo của Yungo, điều này khiến anh ấy bình tĩnh trở lại. Sau đó thì liền đi lấy ít giấy ăn cho cô ấy, và rồi hai người cũng có thể trò chuyện một cách bình thường những ngày sau đó bọn họ vẫn cứ tiếp tục trêu chọc nhau trong lúc rằng có còn làm bàn làm việc của thầy ly đổ xuống và sau khi thu dọn jigu vô tình phát hiện tập thơ mà thầy viết cho ingo và một ngày nọ nhân lúc thầy không có nhà jigu đã đến và lấy trộm tập thơ đó đi tối hôm đó thầy ly đang ở nhà thì người bạn thân bất ngờ đến chơi còn kể cho ông nghe về tập thơ mới nhất của jigu khi hỏi cụ thể mới biết tập thơ có tên là ingo hôm sau thầy ly lái xe đến một hiệu sách nơi ông tìm thấy tập thơ xuất bản dưới tên jigu ông cầm cuốn sách và nhìn chằm chằm vào nó đầy thất vọng ngày hôm sau Zigu gặp thầy Ly tại nhà của mình. Kỳ này anh chàng pha một tách trà cho thầy, nhưng ông từ chối nó, nói rằng anh có thể đã bỏ đọc vào. Thầy Ly sau đó chất vấn cậu học trò về những gì anh ta đã làm. Zigu cố gắng giải thích rằng không thể để bài thơ ấy lãng phí cất đi được. Điều này chỉ làm thầy Ly tức giận và gọi Zigu là kẻ trộm, nhưng Zigu phản bác lại rằng chính thầy là người đã khiến anh ấy trở nên như vậy khi ông đã bí mật viết cuốn tiểu thuyết đầu tay cho anh ấy. Cuối cùng, thầy Ly tức giận tóm lấy Zigu và mắng nhiếc anh ta là kẻ trộm. Vô tình Ưng Cô đến và chứng kiến cuộc tranh cãi của họ cô nàng sợ hãi vội vàng bỏ chạy khỏi căn nhà trong khi nước mắt của jigu rơi xuống thầy ly thở dài khi nghĩ về những gì vừa xảy ra tối hôm đó Eun-go trở lại nhà của thầy ly những cửa nhà đã bị khóa nên cô đành gọi vọng vào nói rằng cô ấy không thể tập trung để học hành được thầy ly chỉ lắng nghe trong khi cô cố gắng cầu xin cuối cùng eun go nhặt tập thơ về cô ngoài sân và ra về ngày hôm sau jigu đi bộ về nhà và bất ngờ nhìn thấy eun go trên tay cô là một tập thơ của anh ấy nhưng cô lại hiểu nhầm rằng chính jigu là người đã viết nó nên cô hỏi làm thế nào anh biết về cái hình nhộm Jigu nói dối rằng thầy Ly đã kể cho anh nghe, nên cô cảm ơn anh vì trong tác phẩm này cô rất xinh đẹp. Rất nhanh sau đó, tập thơ của Jigu đã giành được giải thưởng danh giá, sau đó thầy Ly được gọi lên sân khấu để phát biểu. Ông khen ngợi học trò của mình, còn nói hai người giống như cha con vậy, nhưng Jigu chỉ biết hổ thẹn cúi đầu xuống. Một ngày tuyết rơi, Yên cô bất ngờ đến và chúc mừng sinh nhật thầy Ly. Ông chỉ nhìn cô một cách buồn bã qua cửa sổ. Thiên cô nhận thấy rằng thầy Ly không vui khi gặp mình, nhưng ông nói rằng ông rất vui vì cô ấy đã đến. Sau đó bọn họ chuẩn bị một bữa tiệc nướng ở phòng khách. Khi này Jigu định đến tặng quà cho thầy của mình, nhưng vì thấy có lỗi nên định sẽ ngay lập tức rời đi. Thầy Ly có vẻ đã tha thứ và mời anh ở lại uống rượu. Khi đã uống ngà ngà say, Jigu ra vẻ bây giờ anh là một người thành công, không còn là cái đuôi suốt ngày bám theo thầy nữa. Và nếu có kiếp sau, anh muốn thầy Ly làm học trò của mình, đi theo dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cho anh. Thầy Ly không vui trở về phòng ngủ của mình. Khi này Yên cô chào thầy Ly trước khi bước ra ngoài. Tuy nhiên, ông ngăn lại và bất ngờ ôm lấy cô. Sau đó Yên cô hôn lên trán ông và rời đi. Rồi cô nàng trở lại phòng khách cùng với Jigu. Và nửa đêm, thầy ly thức dậy và đi xuống cầu thang nhìn qua khai cửa ông không tin nổi khi thấy hai người kia đang làm chuyện nam nữ ngày hôm sau di gu thấy một chiếc lốp xe ô tô của mình bị xẹp thế là anh ta liền mượn chiếc xe tải của thầy ly trên đường tay lái dường như mất kiểm soát cũng may anh chỉ bị đâm xe vào sườn núi bên đường sau đó anh ấy đến một gara ô tô để sửa nó người thợ sửa xe nói rằng động cơ đã cố tình bị nới lỏng di gu suy luận ra chính thầy là người đã làm việc này ra về anh vừa đi vừa tức giận chửi rủa nói rằng tao đi guốc trong bụng mày lão già trong khi đó trở lại nhà ly ông bắt đầu đốt bài thơ của mình về yên buồn bã khi ném những tập giấy vào đống lửa phía bên này jigu vẫn chìm sâu trong suy nghĩ oán hận khi cố gắng vượt qua một chiếc ô tô trước mặt bực tức jigu tăng tốc độ và lấn làn nhưng một chiếc xe khác đã lao vào cú va chạm khiến ô tô ngã ra đường và anh ta đã không qua khỏi trong tai nạn đó khi này yên đang ở trường thì nhận được tin nhắn thầy Lin nói với cô rằng ông đã giết jigu yên sau đó chạy ra khỏi lớp và đi xe buýt đến nhà ông trên đường đến đó cô nhìn thấy một chiếc cần cầu đang kéo xe của thầy ra Yungo buồn bã khóc lóc một cách bất lực trên xe buýt. Nhiều ngày sau trong thư viện, cô đọc lại tập thơ của Jihu, Eun cô khi này mới hiểu ra tất cả. Sau đó liền đến nhà của thầy Ly, cô thấy đồ ăn và những chai rượu được vứt la liệt trên bàn. Eun cô nhẹ nhàng tiến lại gần giường của ông, cô nói rằng mình biết ông mới chính là tác giả của tập thơ kia, vì Jihu sẽ không bao giờ có những cảm nhận tinh tế như vậy. Cô ấy cảm ơn vì ông ấy đã làm cho cô ấy thật xinh đẹp ở đó. Thầy Ly chỉ nằm xuống và nhắm mắt trong khi Eun cô tiếp tục nói, rằng cô là một đứa ngốc vì không biết ông đã yêu cô nhiều như thế nào. Cuối cùng Eun cô chào tạm biệt ông và rời đi thầy ly rơm rớm nước mắt khi chào tạm biệt tây lần cuối